Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã đến trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thanh Lâm tại phường 4 thành phố Bến Tre. Cùng tham dự còn có trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức, Bí thư Thành ủy thành phố Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn và chính quyền địa phương. Đảng viên Lê Thanh Lâm sinh năm 1929, vào đảng chính thức tháng 12 năm 1947, quê quán xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, đang sinh hoạt tại đảng bộ phường 4, thành phố Bến Tre. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ ghi nhận những đóng góp của đảng viên Lê Thanh Lâm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi cán bộ, đảng viên sẽ luôn ghi nhớ, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, các thế hệ đi trước đã cống hiến. Tỉnh sẽ cùng nhau đoàn kết, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng là sự ghi nhận của đảng đối với những cống hiến của đảng viên Lê Thanh Lâm. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong giai đoạn hiện nay và mai sau. Cùng thời gian này, huyện ủy Châu Thành đã long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 năm 2021 cho các đảng viên đến niên hạn. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam đến dự. Đợt này, huyện Châu Thành có 61 đảng viên được nhận huy hiệu đảng. Đây là sự ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt các đảng viên được nhận huy hiệu đảng, đồng chí Cao Văn Đạt, đảng viên xã Hữu Định, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào của người đảng viên, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, chung sức, chung lòng cùng toàn đảng bộ và nhân dân xây dựng huyện Châu Thành nói chung, xã Hữu Định nói riêng ngày càng phát triển. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Dương Văn Phúc chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, góp sức xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh toàn diện, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.